Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự sống đời đời. Chúng ta chiếu cái file đây của em đâu rồi? Chiếu là các bạn. Chúng ta sẽ nói về sự sống đời đời. Và mấy tuần trước chúng ta nói về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu giảng rất nhiều về vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài nói với chúng ta rằng Chúa kêu gọi chúng ta đến để được bước vào vương quốc đời đời của Ngài. Đó là mục đích, đó là tất cả những gì mà mỗi một người chúng ta ngồi đây hãy hướng đến. Đó là tương lai mà chúng ta ở, đó là nơi ở đời đời mà Ngài định cho chúng ta. Hôm nay thì chúng ta đang nói về sự sống đời đời. Nếu như anh chị em tra trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rất nhiều về sự sống đời đời. Ngài nói rằng Ngài chính là sự sống. Ngài nói rằng hãy tin Ngài để được sự sống. Ngài giảng rất nhiều. Khi Ngài còn trên đất, Ngài đã nói rất nhiều về sự sống đời đời. Cho nên buổi sáng hôm nay, tất cả anh em mình dựa vào những câu Kinh Thánh để chúng ta hiểu rằng sự sống đời đời mà Chúa Giêsu giảng là gì. Chúng ta cần phải nắm lấy nó. Chúa Giêsu đến trên đất này, Ngài nói hai vấn đề, mà hai vấn đề này đối nghịch nhau. Ngài nói về nước của Đức Chúa Trời và Ngài nói về hồ lửa nơi địa ngục. Anh chị em thấy không ạ? Chúa Giêsu nói về địa ngục cũng khá nhiều. Ngài nói nơi đó sẽ có khóc lóc nghiến răng. Ngài nói về những điều kinh khiếp mà một con người khi không có Đức Chúa Trời tắt hơi phải ở dưới đó. Ngài nói rằng nơi đó phải lấy giòi bọ làm mền. Ngài nói rằng nơi đó nóng đốt và một giọt nước cũng không có để thấm vào người cho đàn ai. Không phải Ngài nói để dọa con người, nhưng Ngài đang nói về thực trạng và những gì loài người đang phải đối diện khi cuộc đời của họ trên đất này kết thúc. Con người ta không biết, nhưng Chúa biết. Chúa biết. Ngài nói về địa ngục và hồ lửa. Thì trong hồ lửa và địa ngục thì Ngài nói về sự chết đời đời. Khi Ngài nói về thiên đàng, vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài nói rằng trong đó có sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã mô tả vương quốc Đức Chúa Trời sự sống đời đời, và Ngài cũng mô tả hồ lửa, địa ngục cùng với sự chết đời đời. Ngài mô tả hai thứ đó để làm gì? Để cho con người có thể chọn lựa nơi mình đi. Chọn lựa nơi mình đi. Con người có quyền tự do để chọn lựa bước vào vương quốc đời đời để sống đời đời, hay là bước vào hồ lửa đời đời để chết đời đời. Hoàn toàn có quyền chọn lựa. Nhưng Chúa Giêsu phải cảnh báo họ. Chúa Giêsu đến trong thế gian này 2000 năm trước trong thực trạng là gì? Cả thế giới đang chờ đợi hồ lửa và địa ngục. Cả thế giới đang từng ngày từng phút bước tới điều đó. Mỗi một ngày con người sống qua, mỗi một tháng con người sống qua, mỗi một năm con người sống qua, một tuổi mới đến mà con người ta hay mừng sinh nhật đó, anh chị em có biết rằng họ đang đến gần hồ lửa đời đời thêm một năm nữa. Nhưng mà họ vẫn chúc mừng. Ôi chúc mừng sinh nhật, tôi thêm một tuổi mới. Nhưng thật ra rằng đang bước gần tới hồ lửa thêm một năm. Anh chị em có thấy điều đó không? Chẳng cái gì chúc mừng ở đây cả. Phải đáng kinh khiếp mới đúng, chẳng phải chúc mừng. Lẽ ra nếu người thế gian hiểu là họ phải làm một cái tang lễ thật là khủng khiếp, họ phải thổi kèn, họ phải rầu rĩ buông đầu vì tôi đang đến gần hồ lửa thêm một năm nữa, thế mới đúng, chứ không phải chúc mừng. Chúc mừng cái điều gì? Đó là bằng cớ cho chúng ta thấy rằng người thế gian chẳng biết gì cả. Họ sống mà không biết gì hết, không biết điều gì đang đợi mình phía trước. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi và bạn trẻ thì biết. Hãy cảm ơn Chúa điều đó. Bởi vì tôi và bạn trẻ được Ngài chọn, được Ngài lựa để hưởng sự sống ở đó. Chúa Giêsu mô tả những điều đó và Ngài cảnh báo con người. Ngài cảnh báo một sự kinh khiếp. Để làm gì? Để cho ông bà và tôi biết tôn trọng, quý mến, kính sợ, run rẩy và biết sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta
là báu vật như thế nào. Nếu như một con người không trải qua những sự đau đớn, đói khát, trần truồng, khổ sở, thì con người đã không biết quý trọng những lúc mình có bát cơm, cái nhà, áo quần lành lặn để mặc. Có phải không là vậy? Có những cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa và không bao giờ biết trân trọng một chút gì, ưu đãi gì trong cuộc đời này, coi thường, coi khinh mọi sự. Đó là thái độ mà Chúa không muốn với tôi và bạn trên con. Và lý do đó, Ngài phải nói rất rõ về địa ngục, Ngài nói rất rõ về hồ lửa, Ngài nói rất rõ về sự chết, để cho khi chúng ta ngày hôm nay ngồi đây là những con người được sự sống, chúng ta có thể quỳ gối hàng ngày để tạ ơn Chúa Giêsu, bởi vì Ngài ban cho chúng ta sự sống. Ngài nói về hồ lửa kinh khiếp đến mức như thế nào? Ngài nói rằng nếu con mắt ngươi xui cho ngươi phạm tội, nếu cái tay cái chân xui cho ngươi phạm tội, thì móc mắt mà liền đi, chặt tay chặt chân mà quăng đi. Thà thiếu một mắt, thiếu tay, thiếu chân mà bước vào sự sống còn hơn là lành lặn thân thể mà bị ném vào hồ lửa đời đời. Chân thấy khủng khiếp chưa? Rất khủng khiếp chứ. Cho nên sự sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là điều gì đó cực kỳ quý giá. Nhưng anh em ơi, sự sống đó là gì? Sự sống đó là gì? Chúng ta cần phải biết bản chất sự sống đó. Để làm chi? Để chúng ta học biết cách phát triển nó, học biết cách vận dụng nó, và học biết cách để cho chúng ta tận hưởng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho mình bởi sự sống đời đời. Có một số tín hữu không chịu tìm hiểu, cho nên họ không bao giờ biết ý nghĩa sự sống là gì, và không bao giờ phát triển trong đời sống nào. Họ chỉ đến nhà thờ rồi đi về. Họ chỉ tìm kiếm một vài những cái phước hạnh nhỏ nhoi trong đời sống rồi họ đi về. Họ vui hưởng tiếp tục cái cuộc sống trần gian và bỏ qua cái báu vật mà Chúa để trong tâm hồn của mình. Cho nên sự sống đời đời là mục tiêu, sự sống đời đời là báu vật ở trong tấm lòng mà chúng ta cần hướng con người mình, ánh mắt mình, mọi tập trung của mình vào đó. Nếu như mình xây dựng đức tin mình trên nền tảng của những gì là thứ yếu, thì chúng ta rất dễ bỏ qua những cái chủ yếu. Nếu chúng ta xây dựng đức tin mình trên nền tảng những cái chữa lành, giải cứu, phước hạnh vật chất, hay là nhà cửa xe cộ trên đời này, thì chúng ta đã bỏ mất kim cương ở trong lòng chúng ta. Anh em ạ, sự sống đời đời là kim cương, là báu vật, là điều của Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn lại. Ví dụ như này dễ hiểu. Khi anh chị em book một chuyến du lịch sang Vịnh Hạ Long chẳng hạn, ví dụ thế đây, đó là mục tiêu của anh chị em là phải tận mắt bước vào Vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng những gì, ôi những cái hang động đá voi rồi những cái điều tuyệt vời, có phải vậy? Chắc chắn là như thế. Nhưng trong quá trình anh chị em đi từ Sài Gòn ra Vịnh Hạ Long, thì công ty du lịch sẽ đãi cho em rất nhiều những dịch vụ dọc đường, nào là nghỉ ngơi ăn uống ngày ba bữa rồi thoải mái, muốn chi được đó nếu anh chị em book loại tốt. Nhưng cái mục đích của anh chị em là phải đến cho được Vịnh Hạ Long, chứ đâu phải thừa hưởng những cái dịch vụ kèm theo, có phải không nhé? Những dịch vụ kèm theo chỉ là tạm thời thôi, chỉ là những cái điều để giúp đỡ cho anh chị em tiện lợi để đi đến nơi anh chị em muốn đi thôi. Và tao nói cho anh nghe, sự sống đời đời và vương quốc của Đức Chúa Trời là đến cuối cùng mà anh chị em phải hướng tới. Còn những thứ như chữa lành, giải cứu, thịnh vượng tài chính, vui mừng, tất cả những điều trên đời này mà anh chị em hưởng đó, nó là dịch vụ kèm theo của Đức Chúa Trời cho anh chị em đi. Đừng để lòng mình vào đó. Amen. Đừng để xây dựng đức tin mình vào đó. Đừng để nói rằng Chúa ơi, Ngài ban phước cho con thì con đi thờ phượng nữa, không ban phước thôi. Là cam rồi đó. Phải không? Cho nên đôi lúc khi chúng ta xây dựng đức tin mình trên sự chữa lành mình chẳng hạn, hôm nay anh em đến đây được lành, ok, anh em vui mừng, bảo ôi Chúa tuyệt vời quá, ôi tôi phải theo Chúa thôi. 3 tháng sau mình tiếp trận nữa, cầu nguyện mãi chẳng lành, bảo con theo Chúa đâu rồi, thôi chắc là này giả mạo rồi, thôi bỏ Chúa đi. Chúng ta đôi khi có thể xây dựng đức tin mình trên những dịch vụ kèm theo, trong khi cái đích mình đến mới là điều Chúa muốn mình đi thôi.
Amen nhé. Cho nên trước hết chúng ta hãy định nghĩa là sự sống đời đời chính là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Giăng 17 câu 3 chép như thế sau: và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai lên. Anh em thấy không? Kinh Thánh định nghĩa rất rõ ràng. Và sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha sai lên. Nếu chúng ta không nhờ Kinh Thánh, thật sự rất khó hiểu sự sống đời đời là gì. Nhiều người, nhiều vua chúa ngày xưa, họ đang đi tìm trường sinh bất tử, bảo ôi đó là sống đời đời. Nhưng tôi nói cho anh em một thông tin hết sức quý báu là tất cả con người đều tồn tại đời đời, chẳng ai mất cả. Cho nên khỏi đi tìm được, khỏi cần uống thuốc trường sinh bất tử gì cả. Tất cả đều tồn tại đời đời. Tất cả, người có Chúa hay không có Chúa, đều tồn tại đời đời. Tôi nói cho anh em một sự thật đó. Nhưng người có Chúa thì có Đức Chúa Trời hiện diện bên trong. Người có Chúa thì có sự sống và sự sáng của Ngài ảnh hưởng, chúc phước, bao phủ bên trong. Còn người không có Đức Chúa Trời thì họ vẫn tồn tại đời đời, nhưng sự tối tăm, đau khổ, lửa cháy, u ám, khóc lóc, nghiến răng bao phủ họ đời đời. Anh em hãy nghĩ cái điều này. Cho nên khỏi cần tôi tìm thuốc trường sinh bất lão gì hết đó. Tất cả chúng ta đều trường sinh bất lão, nhưng mà trường sinh bất lão ở chỗ nào thôi? Amen. Ở chỗ nào đó? Chúng ta đang được trường sinh ở nơi lòng của Đức Chúa Trời. Amen. Còn người không có Đức Chúa Trời thì họ trường sinh ở nơi trung tâm của hồ lửa địa ngục. Ôi cha ơi, cái điều này hơi kinh khủng. Cho nên cha, cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy điều lầm lạc trong thế giới này, nhưng Chúa Giêsu đã đến và tìm mọi một chúng ta. Ngài tìm tôi, tìm ông bà trên một ngày nào đó, và Ngài giới thiệu cho chúng ta cái cách để nhận biết Đức Chúa Trời, cái cách để Đức Chúa Trời bước vào đời sống chúng ta, cái cách để cho chúng ta có được sự sáng của Ngài chưa rồi. Và giây phút anh chị em mở môi miệng mình ra và nói rằng là Chúa Giêsu, hãy bước vào đời sống con, tha thứ cho con, thì anh chị em biết điều gì không? Đức Chúa Trời đã đặt hạt giống sống của Ngài vào tâm linh anh chị em. Và từ hôm đó, chính giây phút đó, trong anh chị em xuất hiện một khả năng để nhận biết Đức Chúa Trời. Tôi lấy một ví dụ. Một người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày, đến ngày sinh nở ra một đứa con. Khi đứa con mới ra đời, vỗ con nó một cái é ra, rồi nó không có sống. Trong đứa con đó có một khả năng để nhận biết cha mẹ nó, có khả năng đó. Nhưng ngay giây phút nó vừa sinh ra, nó có biết ai mà. Từ đó em nhớ lại lúc mình mới sinh ra, mình thấy ai đứng bên giường? Ai đứng vậy? Mới sinh ra ai đứng bên giường? Mặt mũi bác sĩ làm sao? Bác sĩ mặc áo gì? À, đỡ đẻ đúng không? Người đỡ đẻ mặc áo gì? Bao nhiêu tuổi, tên gì? Đấy, tức là có tất cả mọi điều bên cạnh anh chị em lúc mới sinh ra. Nhưng tôi nói với anh chị em là không ai trong chúng ta nhớ được cái gì cả, cho đến khi anh chị em bắt đầu lớn lên. Không hả? Anh chị em bắt đầu lớn lên lúc 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, anh chị em bắt đầu sao ạ? Biết kêu ba, biết kêu mẹ, bắt đầu đánh hơi thấy. Và thèm sữa quá, thấy mẹ mình đi vào cửa là ê đánh hơi được. Anh chị em ơi, chúng ta có sự sống bên trong, nhưng nếu anh chị em không phát triển nó, anh chị em sẽ không bao giờ có thể xây dựng được khả năng nhìn biết Đức Chúa Trời hiện diện trong đời sống này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải phát triển, chúng ta cần phải lớn lên, chúng ta cần phải học lời Ngài, chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta cần phải đến hội thánh, chúng ta cần phải thờ phượng, chúng ta cần phải nghe giảng, chúng ta cần phải đầu tư thời gian vào sự sống mới mà Đức Chúa Trời ban cho anh em. Đồng ý không? Nhiều người thắc mắc, tin Chúa sống là được rồi,
mai mốt lên thiên đàng có cái thùng cạc tông trên đó ở được rồi, mất chi mà phải đi hội thánh, mất chi phải đọc kinh thánh, mất chi phải cầu nguyện, mất chi phải làm điều đó. Các hai ông bà anh chị em ngồi đây mà muốn mình cứ mãi là một đứa bé đạo loạn trong tay, chắc chắn là không. Có cha mẹ nào ngồi đây sinh ra một đứa con mà chỉ muốn đứa con mình có 3 ký mãi mãi thôi, 10 năm vẫn 3 ký hay là không có người nào như thế. Và dĩ nhiên Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta lớn lên trong Chúa. Không có nghĩa là lớn lên về cái thể xác này, nhưng lớn lên trong Chúa có nghĩa là tâm linh anh chị em bắt đầu xuất hiện một cái khả năng rất nhạy bén để nhận biết sự hiện diện, để nhận biết ý muốn, để nhận biết mọi điều từ Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của mình. Đó gọi là phát triển sự sống đời đời. Cho nên sự sống đã có trong chúng ta rồi, sự sống đã có trong tôi rồi, sự sống đã có trong anh chị em rồi. Mình phát triển làm sao là mấy vấn đề cần phải bàn. Mình phát triển nó như thế nào, mình phải nhân nó lên ra làm sao, mình phải bước đi như thế nào mỗi ngày để sự sống đó được phát triển. Tại sao vậy? Bởi vì anh chị em ạ, Đức Chúa Trời định sự sống đời đời và thế giới tương lai là đích đến cho mọi người chúng ta. Ngài định như thế. Cho nên anh chị em, nếu mình lấy đời này làm đích của mình, nếu mình lấy những cái sự xung quanh cuộc đời này làm thú vui của mình, thì anh chị em đã trật đi cái mục tiêu của Chúa dành cho sự cứu rỗi mà Ngài đem đến cho anh chị. Ngài định như thế. Tại sao Ngài định như vậy? Tôi đọc cho anh chị em trong Roma đoạn 6:22, kinh thánh chép này: nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em nên lấy sự được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Kết quả trên đời sống mình là gì? Kết quả trên đời sống mình không chỉ là sắm thêm mấy cái nhà, mua thêm mấy cái xe, sinh thêm mấy đứa con, không phải. Không chỉ như thế, điều đó tốt thôi. Tôi nói rằng những dịch vụ kèm theo đó tốt thôi. Chúng ta cần những dịch vụ kèm theo để đi lên đích. Không ai lên chiếc xe đi ra Vịnh Hạ Long mà nhịn đói từ sáng đến mấy ngày trời. Không ai đi du lịch mà không có được chăm sóc, được ăn uống gì cả. Không ai đi du lịch mà chẳng có nước uống, chẳng có tàu xe để chở đi. Không ai cả. Chúng ta cần dịch vụ kèm theo. Chúng ta cần sự chữa lành. Chúng ta cần sự giải cứu. Chúng ta cần sự chúc phúc tài chánh. Chúng ta cần nhà, cần xe, cần tất cả mọi thứ. Để làm gì nhé? Để tiến được đến đích một cách dễ dàng. Amen. Đó là điều chúng ta phải xác định. Chúng ta đừng cầu quá siêu thuộc linh để nói là tôi chẳng cần cái gì trên đời này. Bỏ hết mọi sự. Tôi chỉ uống không khí, hít không khí, uống nước thôi để thờ phượng Chúa. Ok, điều đó là rất tốt, nhưng mà anh em sẽ lên thiên đàng rất nhanh. Vài ngày sau là thấy liền. Bà ba, chúng ta không nên quá siêu thuộc linh, nhưng mình phải biết rằng đích mình ở đâu, mình đang tiến tới điều nào, mình đang sử dụng cái gì để tiến tới mục đích của mình, phải biết. Cho nên ngày hôm nay Đức Chúa Trời đã định sự nên thánh là kết quả. Lên thiên đàng, Chúa không cần hỏi con tích góp được vài ngàn tỷ bao nhiêu đâu, nộp cho ta. Chúa không nói con bằng thần học của con đâu, nộp đây. Cũng không nói luôn. Chúa cũng không nói con nhà cửa xe cộ con đâu, nộp hết cho ta coi. Con có trung tiến đâu, để ta cảm nhận không luôn. Lên thiên đàng, Chúa sẽ kiểm tra sự nên thánh của anh chị. Chúa sẽ kiểm tra xem anh chị em có còn hay đang hay không. Anh chị em có con những sự ô uế nào không? Anh chị em có con trong thánh lòng những sự bất phạm nào không? Anh chị em có còn những mê đắm nào đang ràng buộc dưới trần gian này không? Tấm lòng anh chị em có còn buồn giận cay đắng kêu rêu tục tiểu bậy bạ không? Sự nên thánh là kết quả trong đời sống chúng ta. Chúa soi điều đó, Chúa chăm sóc điều đó. Chúa muốn mỗi một con bàn chị em mỗi ngày hãy nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh. Và cuối cùng thì chính cái kết quả nên thánh đó nó định cho cái mức độ sự sống đời đời thành chém hưởng ở đời sau. Anh em đọc kinh thánh gì vậy? Trong thế giới tương lai có những con người ở kề cận ở trong thành Jerusalem mới, cũng có những con người ở ngoài thành, có những con người ở vòng ngoài, có những con người ở xa, có những con người ở xa nữa. Rất nhiều lớp người khác nhau ở trong vương quốc của Chúa, không phải trên vương quốc thiên đàng. Nói về mức độ nên thánh là bằng nhau cả đâu, không phải đâu anh chị. Có người nào có người kia.
và Đức Chúa Trời định người nào trung tín, người nào càng giống Ngài thì được ở gần Ngài và được giao cho cai trị nhiều vương quốc, nhiều thành phần. Đó là vương quốc đời đời, đó là ý định đời sau mà Đức Chúa Trời định cho mỗi một chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, sự nỗ lực để trở nên giống Chúa Giêsu phải là khát vọng mãnh liệt nhất trong cuộc đời của chúng ta hiện nay. Lý do mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi coi mọi sự khác là lỗ, ông coi gắt hết để làm gì? Anh em đọc trong Philip sẽ thấy mà để ông nhận biết Chúa. Ông càng nhận biết Chúa thì ông càng trở nên thành khiết, ông càng gần gũi Chúa thì ông càng trở nên một tánh thiên liêng chẳng hạn. Cho nên chị em ơi, ông bà mình nói cũng không sai đâu, gần mực thì đen mà gần đèn thì sao ạ? Cho nên anh chị em ở trên đời này mà càng kề cận với những sự ô uế của thế gian này, tâm linh, tâm hồn, thân xác chúng ta đầy ô uế. Nhưng nếu trong thế gian này anh chị em càng tiếp xúc với Chúa, càng tiếp xúc với những con người thánh sạch, càng tiếp xúc với những con người kính sợ Chúa, anh chị em sẽ biến đổi trong lên họ trong Chúa Giêsu. Cho nên con đường để được nên thánh nó phụ thuộc vào quyết định và thái độ của mọi chúng ta. Nó phụ thuộc vào cái sự hiểu biết của chúng ta về cái đích của Đức Chúa Trời dành cho mọi cuộc đời này. Cho nên sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Càng nhận biết Đức Chúa Trời, anh chị em càng có sự sống mạnh mẽ ở bên trong. Anh chị em càng có sức mạnh ở bên trong. Anh chị em càng được lớn lên ở bên trong và càng vững chãi chính trong đời này lẫn trong cõi đời đời. Tôi lấy một ví dụ để anh em dễ hiểu tại sao chúng ta phải càng nhận biết Chúa hơn, tại sao chúng ta phải lớn lên, tại sao chúng ta phải nên thánh, tại sao chúng ta phải đặt sự sống là mục tiêu. Tôi lấy ví dụ như một cái cây nó vừa mọc lên. Một tuần sau anh chị em gieo cái hạt xuống, một cái cây nó sẽ mọc lên. Dù đó là cây cam hay dù đó là cây sầu riêng hay là cây sò chẳng hạn, không quan trọng nó là cây gì, nhưng khi mới mọc lên nó cực kỳ mong manh và yếu đuối. Các bạn nghe, một con gà con thôi có thể mọc cái tóc rồi sao này, một con gà này nó mọc cái tóc cái là rồi cái ngọn đứt rồi thôi sao chết đi. Chưa hết đâu, 15 ngày sau, 30 ngày sau, không xịt thuốc, không bơm thuốc, không làm đủ mọi thứ thì con gì nó xuất hiện à? Sâu bọ đủ kiểu, đục thân đục lá, cuối cùng chết sạch. Tôi trồng mấy cây rồi tôi biết, không chăm sóc đó là chết queo rau ấy, không sống một cây nào. Phải chăm sóc rất là nhiều. Anh chị em biết tại sao khi anh chị em tin Chúa, mới tin Chúa thì Đức Chúa Trời phải chăm sóc anh chị em từng chân tơ kẻ tóc không? Ho he một cái là phải chữa lành khỏi ngay, chứ không chị em yếu đuối đức tin mà thôi thần lên Chúa rồi. Chúa phải chữa lành. Ho một cái là Chúa phải chăm sóc, thiếu một cái là Chúa phải cung ứng. Chúa chăm sóc chúng ta, đời sống chúng ta không thiếu thốn một điều gì. Kinh Thánh chép rằng hãy giao mọi lo lắng cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh chị em. Chúa săn sóc, Chúa săn sóc để làm gì vậy anh chị em? Để cái cây non đó nó được nó lên. Nếu Ngài không săn sóc thì đố trong chúng ta đây cái ai mà được lớn lên? Không bao giờ được lớn lên. Satan đã đến nó mổ liền, phải không? Satan biến thành một đàn gà để nó mổ, nó mổ hết tất cả chúng ta luôn. Sao đang mà kể đó mổ ngay. Nhưng nè, tao nói cho em nghe nè, khi cây mít, cây sầu riêng, cây sò mà nó đã lớn lên thành cây cổ thụ rồi thì rầy với sâu có ăn nhập gì nữa không? Chẳng ăn nhập. Muốn đậu, muốn làm gì làm, ta vẫn nuôi sống, vẫn nuôi sống. Tại vì nó trở thành một cây cổ thụ rồi, nó trở thành một cái nơi vững chãi rồi, nó trở thành một cái nơi nó sự sống mãnh liệt bên trong rồi, thì những cái sâu mọt đó không ăn thua gì. Hãy nghe tôi nói, chúng ta cần phải chú tâm phát triển thật nhiều sự sống đời đời bên trong, để cho hoạn nạn thử thách đè ép áp bức nghèo đói trần truồng bệnh tật trói buộc của ma quỷ đời này không làm anh chị em nhúc nhích trong đức tin của chúng ta. Cho nên tôi thấy những người nào mà chăm đi hội thánh chủ nhật là đúng. Còn mấy người nào cứ đi bữa đực bữa cái lâu lâu mới nhá xe cái tàu nằm ở dưới lặn lên rồi 3 tháng lặn dưới nổi lên hút không khí chút rồi lặn xuống thì cứ sập sùi mà sao tăng cứ đến nó mổ xuống ra được cái đọt non nào này nó rất nan hay trơn. Cái cây cuối cùng cứ cùn dần và 5 tháng cứ thế trôi rồi nhìn cây gì mà cứ lẹt đẹp
gọi là cây đó, anh chị biết cây gì? Cây làm kiểm thôi, chứ không làm được gì. Anh ngắt đọt làm kiểm. Cây cam mà ngắt đọt làm kiểm luôn, thiệt như thế này nó sức sống. Cho nên chị em ơi, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời dựng hội thánh của Ngài trên đất này. Đó là lý do tại sao mà hội thánh Ngài phải mọc khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao mà mỗi Chúa Nhật mình phải bỏ thời giờ đến để cùng thờ phượng, cùng chia sẻ, cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe lời Chúa. Để làm gì? Để sự sống trong anh chị em lớn lên. Amen. Amen. Đó thôi. Mục đích duy nhất của hội thánh Chúa Ngài dựng lên là để cho thánh đồ của Ngài được lớn lên. Hội thánh dựng lên không phải để làm cái này làm cái kia, không phải để làm chính trị chính em gì. Hội thánh dựng lên cũng không phải để thâu góp tiền bạc của ai. Hội thánh dựng lên cũng không phải để cho chúng ta làm một cái gì đó nổi danh nổi tiếng, không. Hội thánh dựng lên là để thánh đồ của Ngài lớn lên trong sự sống đời đời. Rất chuyên nhất, chuyên nhất. Và anh chàng đến đây cũng vậy thôi. Ông bà mình đến đây mỗi Chủ nhật là để được thờ phượng và được Ngài chăm sóc. Mỗi một tuần anh chàng học một điều gì đó mới. Mỗi một tuần anh chàng được Ngài động chạm một điều gì đó khác lạ. Mỗi một tuần thì Chúa dùng những đầy tớ Chúa ở đây để tưới nước bốn phân cho chúng ta. Còn ai làm cho lớn lên? Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Đừng có nói là tôi làm anh chàng lớn lên nhé. Nói thế là sai đấy. Tôi chỉ làm bốn phân thôi. Mấy anh chị hôm nay có thể ai đó đang tưới nước, ai đó đang tư vấn cho anh chị tưới nước, ai đó đang cầu thay cho anh chị là tưới nước, ai đó đang chia sẻ lời Chúa cho anh chị là bón thúc thêm một chút, phải không ạ? Còn đấng duy nhất khiến anh chị em lớn lên là chính Chúa. Anh chị em phải có sự kết nối với Chúa. Nếu một cái cây kia mà rễ nó không đâm xuống đất thì tôi có bón phân tưới nước kiểu gì thì ba ngày sau cũng heo quen, có đúng không? Tôi nói chính xác không? Cái cây gì mà nó cứ ở lơ lửng trên không khí này, tôi nói anh chị em mà tưới mà bón phân đi, bón đi, bón tưới đi, nó tưới kiểu gì, bón kiểu gì, ba ngày sau heo chết rồi. Anh chị em ạ, đời sống cá nhân của chúng ta phải kết nối với Chúa mỗi ngày. Anh chị em phải có thời giờ để ở với Chúa riêng tư. Anh chị em phải nói lạy Chúa, con phải gắn với Ngài. Lạy Chúa, con phải thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, con bây giờ đi làm, cha ơi hãy ở cùng con. Lạy Chúa, bây giờ con đi ngủ, cha ơi ở cùng con. Phải như thế. Chứ còn Chúa đâu mà chỉ Chủ nhật mới thấy Chúa, còn thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chẳng thấy Chúa đâu. Thế thôi không đâu. Anh chị em ơi, đời sống đó là anh chị em giống như cái cây treo lơ lửng trong không khí. Anh chị em đang đi trong không khí như thế này, heo quéo. Rồi đến Chủ nhật, nó một sơ ơi, một sơ hỏi, tưới cho con một chút coi. Khổ ghê quá. Phải không anh chị em? Không nên sống như vậy. Chúa là nguồn. Tất cả những đầy tớ của Chúa không phải là nguồn. Họ chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta thôi. Chúa là nguồn. Cho nên anh chị em tôi mới nói là phát triển sự sống đời đời là phát triển mối quan hệ với Chúa. Ok, nhớ câu đó nha. Đừng quên câu đó. Câu này rất quan trọng. Phát triển sự sống đời đời chính là phát triển mối quan hệ với Chúa. Đừng ai lấy câu tôi này về thay. Phát triển sự sống đời đời là phát triển mối quan hệ với mục sư. Đừng mà thay cái đâu đó thì cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Đến một thánh mà tạo phát triển mối quan hệ với mục sư đó. Anh em ơi, đó không phải sự sống. Sự sống là phải phát triển mối quan hệ với Chúa. Chính Chúa Giêsu là nguồn sự sống của anh chị em. Anh chị em phải nắm bắt lấy Ngài. Anh chị em đến đây thờ phượng Ngài, đến đây để nghe lời Ngài, đến đây để tạ ơn Ngài, đến đây để chúc tụng Ngài. Về nhà cũng vậy. Đó là cách chúng ta lớn lên. Tôi cũng cần như vậy chứ không phải chỉ riêng anh chị em. Mỗi ngày tôi phải kết nối với Chúa. Mỗi ngày tôi thờ phượng Chúa. Mỗi ngày tôi nói Chúa ơi, con chẳng cần gì trên đời này, con cần mình Ngài thôi. Tôi hay cầu nguyện là xin lỗi cho em, tôi nói luôn cho anh chị em thấy tôi cầu nguyện này. Tôi nói Chúa, hội thánh là của Ngài, Ngài lo con lo. Ngài muốn làm cho nó lớn là lớn, mà nó nhỏ cũng không quan tâm. Còn muốn Ngài lo. Hội thánh là của Chúa, có phải của mình đâu mà lo. Các bạn nhé, hội thánh là của Ngài, hãy để cho Ngài lo. Công việc anh chị em, gia đình anh chị em, con cái anh chị em, tất cả mọi điều. Tôi nói với anh chị em là Chúa lo tất cả. Anh chị em lo chưa chắc tốt bằng. Cho nên tốt nhất hãy để cho Ngài lo dần. Đúng không? Còn mình lo cái gì? Mình lo mối quan hệ của mình. Đó là cô. Cho nên nói như tiên tri TV Joshua nói, cái điểm cốt lõi của đời sống cơ đốc không phải là những việc chúng ta làm, không phải là chúng ta làm nhiều hay làm ít, làm tốt hay làm xấu,
mà cái điều cốt lõi của đời sống của đó là cái sự ảnh hưởng nó phát ra từ cái mối quan hệ cá nhân của anh chị em với Chúa. Anh chị em gần gũi Chúa, anh chị em đến cạnh người nào cái là Chúa hiện diện ở đây. Anh chị em gần gũi Chúa, anh chị em đứng vào một hội chúng nào, Chúa dày đặt ở đây và họ được phước. Anh chị em nói chuyện và họ được bình an. Anh chị em tư vấn và họ được nâng đỡ. Anh chị em cầu nguyện và họ được khích lệ. Vì Chúa hành động qua đời sống anh chị em. Cho nên sự sống đời đời là gì? Chúng ta cũng có thể nói thêm một chút nữa để chúng hiểu sự sống đời đời. Sự sống đời đời có trong một con người là khi chính bản chất của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua một con người đến với người khác. Bản chất của Chúa ở trong chúng ta. Cho nên hầu việc Chúa không có nghĩa là làm cái gì, ân tứ nào, không phải vậy làm gì. Hầu việc Chúa đúng nghĩa là gì? Đúng nghĩa là để cho Đức Chúa Trời làm việc của Ngài qua đời sống chúng ta. Đây là ứng. Cho nên em đừng có lo là tôi phải phục vụ Chúa như thế nào, đừng có lo là tôi phải bắt đầu từ đâu, đừng có lo là bây giờ tôi làm gì để Chúa vui lòng. Đừng, tôi đảm bảo anh chị em, nếu anh chị em cứ tập trung phát triển mối quan hệ của anh chị em với Chúa, tự động công việc của Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy qua đời sống anh chị em. Anh chị em đứng lên đây giảng, người ta sẽ nghe anh chị em và được nghe được. Anh chị em cầu nguyện và người ta được chữa lành. Anh chị em nói và người ta nói, anh này nói như có quyền chứ không phải như Pharisee và thầy thông giáo. Người ta sẽ nói như thế. Cho nên thưa anh chị em, Đức Chúa Trời đã định sự sống đời đời và thế giới tương lai là mục đích, thì chúng ta đừng bao giờ sống trong một cái đời đừng bao giờ. Anh chị em biết điều gì không? Thế gian này nó đã thiết kế ra rất là nhiều điều để cản trở anh chị em phát triển mối quan hệ với Chúa. Thiết kế ra một thứ, tôi kể ra đây một vài thứ để anh chị em gặp phải thì nên tránh. Điều đầu tiên mà nó thiết kế ra đó là những truyền thống và những tôn giáo giả mạo trên đất này. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta đi tin Chúa là tin Chúa, nhưng mà thờ lại thần tượng, thờ cúng người chết, thờ cúng tổ tiên, tất cả mọi thứ đó họ bỏ được. Anh chị biết điều gì không? Những thứ đó Satan đã thiết kế ra hàng ngàn năm nay để kéo tâm linh con người gắn kết với nó. Để chúng ta phát triển sự sống với Chúa thì tâm linh của mình phải gắn với Chúa, gắn với lời Chúa, gắn với thánh linh của Chúa. Nhưng Satan đã thiết kế ra rất nhiều những truyền thống khác nhau, những tôn giáo khác nhau, những kiểu thờ lại khác nhau, những cái kiểu đạo giáo khác nhau. Để làm gì? Để nó kéo tâm linh con người tránh xa khỏi Chúa, gắn với nó. Và bằng cách đó, sự sống của Chúa không thể nào phát triển trong con người đó. Sự sống của Chúa, người ta gọi là bị nghẹt ngòi trong những tác động của cuộc đời đó. Thưa anh chị em, nếu chúng ta ngồi đây và có những anh chị em nào mặc dù tin Chúa rồi nhưng vẫn tham gia vào những lễ nghi cúng tế, vẫn tham gia vào những cái ngày giỗ ông bà để ăn đồ cúng thần tượng, để tham gia vào những cái sự thờ lại thần tượng như bàn thờ người chết, tất cả những sự đó tôi nói với anh chị em rằng nó là vật cản để anh chị em không thể nào phát triển sự sống đời đời của Chúa trong lòng. Không thể. Anh chị em đi với Chúa bao nhiêu năm tháng thấy mình vẫn vậy. Ô, đời sống mình sao nó cứ trơ 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 như đá, chẳng phát triển gì cả. Bởi vì anh chị em bị kết nối với Satan. Đất nước Việt Nam này có những truyền thống lâu đời. Mấy ngàn năm Satan đã rất kiên trì để thiết kế ra điều đó. Và mỗi một con người Việt Nam khi sinh ra trong một gia đình thì nghiễm nhiên gia đình đó thờ lại thần tượng và thờ cúng người chết. Còn người lớn lên thì chẳng biết lý do vì sao cứ tự động nhắm mắt nhắm mũi làm thôi, không hiểu nó từ đâu ra, không hiểu rằng tại sao tôi phải thờ cúng người chết, tại sao tôi phải lập bàn thờ, không hiểu, cứ làm thôi. Cha mẹ làm là hỏi cha mẹ tại sao cha mẹ làm vậy, vậy ba mẹ, ông nội ông ngoại mày làm tao làm chứ sao, hỏi ông nội ngoại ông cố mày làm tao làm, cứ làm. Và cuối cùng dính một sợi dây, người ta gọi đó là sợi dây của những truyền thống. Khi Chúa Giêsu đến trên đất này, Ngài nói các ngươi dùng môi miệng để tôn kính ta, nhưng lòng các ngươi xa cách ta lắm.
những sự các ngươi thờ lại ta, đó là ý của con người, cách của con người, chứ không phải cách của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giêsu nói lòng những người đó xa cách Chúa? Bởi vì lòng những người đó gắn với Satan, gắn với những truyền thống, gắn với những điều mà con người nghĩ ra được thần cảm bởi Satan. Anh em chưa biết đâu, tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trên đất nước này, từ bác chí nào, thần tượng rồng rắn, bùa ngải, bùa chú, thờ cúng người chết, thờ lạy tổ tiên, mồ mả từ đường, miếu mạo đầy đường, Satan đã đầu tư mấy ngàn năm rồi. Nó đầu tư, cũng như mình đi làm ăn phải đầu tư. Nó đầu tư mấy ngàn năm vào để nó trói buộc 90 triệu dân Việt Nam này không có ánh sáng để nhìn biết Đức Chúa Trời và sự sống cách xa họ. Khi chúng ta giảng về sự sống, họ chẳng hiểu gì cả. Khi chúng ta nói về sự sống, họ nói mình là đồ lạc đạo. Khi chúng ta nói về Chúa Giêsu Christ, họ nói ông này bỏ ông bỏ ba. Khi chúng ta giảng về Chúa Giêsu, thì họ nói rằng ông này đạo Mỹ, đạo phương Tây, tối tăm bên mông, và không hiểu được Đức Chúa Trời đã dành cho họ cái điều quý giá nào. Anh chị em hãy từ bỏ, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng kỳ tà, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng rất thánh, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng mà nói rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn mà thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Amen. Anh chị em, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi đọc cho anh chị em trong Colossae chương 3. Anh chị em sẽ thấy một cái điều nữa nó khiến cho chúng ta không thể phát triển được sự sống của Đức Chúa Trời ở trong lòng. Đó là sự vấp phạm anh chị em đứng bên trong. Tôi đọc Colossae chương 3, anh chị em nghe ha. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn vẹn. Dành theo là như vậy, qua câu kinh thánh này, Chúa muốn chúng ta sao anh chị em? Chúa muốn chúng ta phải luôn nhân từ thương xót, đầy dẫy sự khiêm nhường, mềm mại nhịn nhục và tha thứ. Đó là trạng thái của một tấm lòng để cho sự sống đời đời phát triển rất tốt. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không? Một hạt giống được gieo vào đất, hạt giống dù có tốt cỡ nào, nhưng đất đó khô cằn, đất đó cứng cỏi, đất đó toàn sạn với đá không, thì hạt giống đó không thể mọc lên được. Ngày hôm nay Chúa đã đặt sự sống đời đời vào lòng của bạn xem vào thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy làm cho mảnh đất tấm lòng của chúng ta phù hợp để hạt giống đó lên lên, bằng cách loại bỏ ra khỏi anh chị những sự gì á? Kiêu căng, nóng giận, vấp phạm, không tha thứ, giận hờn, buồn rầu, lo phiền, bất an, lo lắng, cay đắng, bỏ em. Nếu anh em không bỏ nó, nếu anh em không cầu nguyện để trục xuất nó ra, nếu anh em không ăn năn trước mặt Chúa, tôi nói với anh em rằng anh em đã đi tin Chúa 10 năm, tâm lòng anh em vẫn như một con đỏ trong Chúa, đầy xác thịt chẳng biết gì. Tiên tri TV USA đã giảng bài giảng này rất hay. Tôi muốn lặp lại cái hình ảnh này để cho chúng ta cùng nhau học cái hình ảnh đó. Ông nói rằng tấm lòng của mỗi một con người chúng ta giống như cái đường băng trong sân bay. Giống vậy. Trước khi máy bay hạ cánh xuống, thì phải đảm bảo rằng đường băng đó hoàn toàn thông thoáng. Có phải không? Chứ mà đang hạ cánh xuống mà có chiếc xe đậu giữa đường băng thì sao? Tai nạn rồi. Hoặc là máy bay phải sao? Cất cánh đi lên. Cất cánh đi lên, cho nên nó nổ ghê quá. Cất cánh đi lên trở lại để dọn những chiếc xe rồi đạp xuống. Cho nên ông ấy lấy cái ví dụ đó để cho chúng ta hiểu rằng khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện thì Đức Thánh Linh sẽ đến. Ngài đến và Ngài đáp đầu trên tấm lòng chúng ta. Nhưng nếu Ngài thấy trong tấm lòng chúng ta những chướng ngại vật, chướng ngại vật đó có thể là sự cay đắng, lo lắng, kiêu ngạo, ô uế, bất an, không tha thứ,
giận hờn, cãi lẽ, bất bình, gian lam, gian ác, đủ kiểu ở trong tâm hồn. Thầy Đức Thánh Linh vừa lượm xuống trên đầu và lượm lại lên trên, buồn vô cùng, phải không ạ? Chắc là quỳ gối Đức Thánh Linh lượm xuống phải lượm lại. Bạn chắc không cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Anh chị em nói sao đời sống tôi cầu nguyện khô khan thế? Anh chị em sẽ nói rằng đời sống tâm linh tôi sao nó khô hạn thế? Tại sao tôi cầu nguyện mãi Chúa không đáp lời thế? Bởi vì không phải Chúa không đáp lời mà Chúa đáp xuống không, không được. Chúa đáp xuống không được. Anh chị em, chúng ta hãy chú ý điều này để phát triển sự sống đời đời, có nghĩa là phát triển mối quan hệ với Chúa. Phải bỏ khỏi anh chị em mọi điều nói như tiên tri TV Joshua. Dù anh chị em đúng hay sai, cũng phải bỏ khỏi anh chị em sự vấp phải. Đúng hay sai tôi không quan trọng. Cho nên đừng có tín đồ nào đến mà nói là trường hợp này là tôi đúng một sự, anh kia sai. Đừng có thể đúng hay sai gì phải tha thứ tôi hết. Ok, đúng sai gì cũng phải bỏ qua hết. Đúng sai gì cũng nói rằng lạy Chúa con quyết định tha thứ bỏ qua. Lạy Chúa con sẵn sàng dọn tấm lòng con thông thoáng như đường băng để Ngài đạp đạp. Amen chứ. Đó phải là điều mà chúng ta cần có. Và xem câu kinh thánh này chết mà. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn vẹn. Tại sao ở đây Đức Chúa Trời dùng cái từ mặc lấy? Mặc lấy lòng yêu thương. Mặc là một cái gì đó đã che đậy và đã trang trí cho con người, đã làm cho con người xứng đáng cái sự tôn trọng, để con người có thể giao tiếp, để con người có thể nói chuyện, để con người có thể làm cái điều mà con người muốn. Anh em tưởng tượng đi, cái ai đi giao dịch làm ăn mà chẳng mặc cái gì nữa đâu. Không, tôi nói hình ảnh vậy cho anh em dễ hiểu. Cái ai bảo với tôi bây giờ tôi chuẩn bị đi ký hợp đồng mà không mặc gì hết á, thì vậy đó, ông kia sợ quá khỏi ký cái gì luôn, phải không? Cho nên con người chúng ta cũng vậy, cái bộ quần áo của chúng ta mặc dù nó không có cái tính gì về cái phẩm chất sống động, nhưng mà nó tôn cái con người của chúng ta lên. Anh chị em để đi ra đường mà ăn mặc lịch sự, người ta sẽ đối xử với chúng ta khác. Anh chị em đang nợ nần nhiêu không cần biết, anh chị em cứ dến vô một bộ vest 30 triệu đi ra kia là khác lên, phải không ạ? Học đi ra kia thuê mấy cái nhẫn kim cương đeo vô là anh chị em bắt tay vô nhà hàng năm sau để ngồi ký hợp đồng liền. Con người ta nó như thế. Tôi muốn nói rằng con người ta nhìn vẻ bề ngoài, con người ta nhìn cái gì đó bên ngoài để đánh giá cái sự tôn trọng bên trong. Nhưng Đức Chúa Trời cũng có một điểm như vậy. Đức Chúa Trời muốn anh chị em phải được tôn trọng trong thế giới thuộc linh. Anh chị em muốn anh chị em được tôn trọng trong thế giới thuộc linh thì anh chị em phải đi ra trong thế giới thuộc linh này bằng cách gì ạ? Mặc lấy tình yêu thương, hiểu không ạ? Tình yêu thương là bộ vest ngàn tỷ của anh chị em trong thế giới thuộc linh. Tình yêu thương là bộ quần áo tuyệt vời nhất của anh chị em trong thế giới thuộc linh. Anh chị em không có tình yêu thương thì tôi nói với anh chị em là anh chị em đang ở trộm đi ra thế. Trong thế giới thuộc linh ấy, ma quỷ nó thấy một, ta sẽ nhìn vô cái đám này, đứa nào ở trộm ta đánh trước. Chứ sao nữa, đứa nào trần trộm là ta đánh trước. Tại vì người đó không mặc lấy vũ khí của chúng, người đó không mặc lấy bộ vest tình yêu thương là ma quỷ tấn công trước. Ma quỷ không à, nó không dài gì nó tấn công những người nào có mặt tình yêu thương đâu. Nó nói không, này không thì tấn công được, ta không thể gieo cay đắng vào cho nó được, ta không thể gieo tha thứ vào cho nó được, ta không thể gieo buồn rầu đau khổ cho nó được. Anh nào thiếu tình yêu thương ta tấn công trước, anh nào mà sẵn định kiếm tấm lòng tràn đầy đau khổ buồn rầu lo lắng bất an ta dành cho một cú là ngã gục luôn, đánh cú ngã lăn cù cù luôn, không gì. Cho nên Kinh Thánh chép là nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy tình yêu thương. Tôi khuyến khích anh chị em mình khi bước ra cuộc sống này hãy mặc lấy bộ vest yêu thương của Chúa. Tình yêu thương thiên thần đó nó bảo vệ chúng ta, nó bảo vệ tấm lòng chúng ta khỏi mọi sự vấp phải, khiến cho anh chị em đứng vững vàng. Amen. Tóm lại buổi sáng hôm nay tôi muốn nói một điều này: sự sống đời đời nghĩa là mối quan hệ của anh chị em với Chúa. Chúa định cho anh chị em mình phải sống trong cái thế giới tương lai, thế giới ngàn năm, thế giới trời mới đất mới là điều mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến, trong đó có sự sống đời đời vững chắc. Chúa định như thế.
chúng ta đừng sống sai mục đích của Ngài. Và phát triển sự sống là ý muốn của Chúa. Chúa không muốn mỗi một chúng ta cứ trẻ con mãi. Để phát triển sự sống, chúng ta cần phải phát triển mối quan hệ riêng tư với Chúa. Bằng cách gì? Thứ nhất, dẹp bỏ mọi truyền thống nào trái với lời của Đức Chúa Trời. Dù đó là truyền thống gia đình, dù đó là truyền thống đất nước, dù đó là truyền thống của ông bà, tổ tiên xa xưa, cũ kỹ, không quan trọng. Nếu nó trái với lời Chúa, hãy can đảm dẹp bỏ để sự sống có thể lớn lên. Thứ hai, chúng ta cần phải dọn tấm lòng mình khỏi tất cả những sự bất phạm. Và trên hết mọi sự, hãy bước ra khỏi đời này luôn luôn mặc lấy tình yêu thương. Đây là cách Chúa muốn. Đây là điều mà nhiều các thánh ngày xưa cũng muốn. Ví dụ như trong Thi Thiên 63, Thi Thiên 63, tôi đọc cho em nghe. Từ câu 1 đến câu 3, ông David là một vị vua. David là vị vua giàu có, vàng bạc, ngai vàng, không thiếu gì cả. Nhưng anh em coi điều ông khao khát. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Vừa sáng ông tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc, chẳng lương, linh hồn tôi khao khát Chúa. Thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và vinh hiển của Chúa. Như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh, vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi. Anh chị thấy David không? Tôi khích lại bài danh chính buổi sáng hôm nay. Hãy khao khát Chúa. David có tất cả mọi điều trên đời mình, nhưng điều ông khao khát duy nhất là chính Chúa. David là một vị vua, mà thường thì vua thích nhiều thứ lắm. Nhưng vua David rất đặc biệt. Ông chỉ thích một mình Chúa thôi. Anh chị em, tôi khích lại anh chị em cùng tôi, hãy khao khát Chúa thế nào. Khi chúng ta đủ khao khát Ngài, Ngài đến với tâm lòng của chúng ta. Và sự sống của Ngài bắt đầu tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy. Và Ngài nói rằng nó sẽ văng ra cho đến sự sống đời đời. Ngài nói rằng khi chúng ta khao khát đủ, thì trong lòng chúng ta xuất hiện những dòng sông. Dòng sông sự sống đó sẽ tuôn tràn qua cuộc đời chúng ta và chạm đến nhiều người khác nữa. Chạm đến gia đình, con cái, vợ, chồng, ba mẹ, đất nước, làng xóm. Anh chị em ơi, cái điều cốt lõi của một con người trên đất này là để cho sự sống đời đời phát triển và tuôn đổ ra. Đó là mục đích, đó là ý nghĩa, đó là điều mà Đức Chúa Trời khao khát hôm nay nhìn thấy trên tôi và trên ông bà anh chị. Ngài khao khát điều đó lắm. Ngài kêu gọi tất cả chúng ta đến với điều đó. Hãy học tập David. Tôi khích lệ bạn chị, hãy học tập David thì để sẵn sàng mình bước cao điều đó. Amen chị. Tôi tin điều đó chắc chắn sẽ ra ngay thời gian này. Tôi tin rằng khi lòng chúng ta đủ mạnh để kêu cầu với Chúa, Chúa Thánh Linh Ngài bắt đầu ngự đến. Và tôi hy vọng rằng lòng tất cả anh em mình ở đây đã là những đường băng thông thoáng để Đức Thánh Linh thăm viếng chúng ta. Amen. Tôi mời anh chị em mình hãy đồng đứng lên và chuẩn bị dọn tấm lòng mình để phát triển sự sống đời đời bên trong. Bên trong, anh chị em hãy nhìn vào bên trong. Bên trong tấm lòng mình có sự sống đời đời. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy nhắm mắt hướng lòng về Chúa. Đừng để ý bên cạnh, đừng để ý bên phải, bên trái. Hãy chú ý vào chính trái tim của mình. Mọi người bây giờ hãy nhìn vào chính tấm lòng của mình. Hãy kiểm tra xem trong những năm tháng qua, sự sống mà Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng mình, nó đã phát triển đến mức nào rồi? Nó đã đem lại kết quả gì trong đời sống của mình? Anh chị em hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ đi chứ. Hãy nói với Chúa rằng là Chúa cho con biết điều Ngài đã làm trong tấm lòng con. Điều gì Ngài đã làm trong tấm lòng con? Điều gì Ngài đã làm trong tấm lòng con? Chúa ơi, hãy bày tỏ cho dân sự của Ngài. Bày tỏ lại Chúa. Bày tỏ giờ này Chúa.
Cha ơi, con đứng đây để cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Đây là những người Ngài chọn lựa. Đây là những anh em yêu quý của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến giờ này. Hãy đến và bày tỏ điều Ngài muốn trong tấm lòng anh chị em con. Đến Chúa, hãy đến nơi Chúa. Hãy đến nơi Chúa. Hãy đến nơi Chúa. Hãy đến. Chúa đang ở đây chị. Anh em hãy nhìn vào tấm lòng của mình và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con khao khát Ngài. Con khao khát để nhận biết Ngài. Hãy nói, hãy nói, hãy nói. Hãy cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa thực sự đang ở đây. Tôi đang cảm thấy sự hiện diện của Chúa ở đây. Chúa đang muốn thăm viếng mỗi một tấm lòng đang đứng ở đây. Lạy Chúa, lạy Chúa yêu dấu của con, hãy đến với hội thánh của Ngài một cách mạnh mẽ, vì Ngài đang ngự trong mọi tấm lòng này. Chạm hợp Chúa, chạm hợp Chúa, chạm hợp Chúa, chạm nữa 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 Chúa. Mỗi một anh chị em hãy cầu nguyện và sẵn sàng để nhận sự đồng chạm này, vì Ngài đang rót tình yêu của Ngài vào lòng anh chị em. Ngài đang rót sự sống của Ngài vào lòng anh chị em. Ngài đang khiến cho anh chị em được lớn lên trong những thời giờ này, trong sự nhận biết này. Cha ơi, con cầu nguyện Ngài hãy đến trên hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện để thân của Ngài vận hành. Ngài hãy đáp đầu cho đời sống chúng con ngay thời giờ này. Thánh Linh ơi, hãy đến ngay thời giờ này. Đến nữa Chúa, đến nữa, 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 đến nữa. Tôi đang cảm nhận có vài tấm lòng khô hạn đang đứng ở đây. Chúa Thánh Linh cho tôi biết rằng có vài tấm lòng rất khô hạn đang đứng ở đây, và cũng có vài tấm lòng có sự bất phận đang đứng ở đây. Tôi kêu gọi ông bạn em đó hãy ăn năn ngay thì giờ này. Anh em hãy ăn năn ngay, hãy tha thứ cho người mình cần tha thứ. Hãy bỏ những buồn phiền lo lắng thất bại trong cuộc đời này ra khỏi tấm lòng giờ này. Đức Thánh Linh đang bị làm phiền bởi những điều đó đó, thưa anh chị. Hãy nói với Chúa đi. Hãy nói, mở môi miệng mình ra và nói rằng: Lạy Chúa, con xin ăn năn. Lạy Chúa, con xin ăn năn. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Con muốn được hanh thông với Ngài. Con muốn được mật thiết với Ngài. Hãy nói điều đó. Hãy nói điều đó, hãy nói điều đó. Tôi nói rằng huyết Chúa Giêsu ở đây để rửa sạch các bạn chị. Huyết Chúa Giêsu để rửa sạch tất cả những tấm lòng đó ngay bây giờ này. Đừng lo phiền chị hết. Đừng buồn phiền. Đừng giữ những cái đáng buồn giận tức mình. Đừng giữ những điều đó trong tấm lòng của mình. Hãy nói ra. Hãy nói ra, hãy nói ra. Và Chúa tha thứ cho chúng ta. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên trên. Hãy cầu nguyện. Hãy nói. Hãy nói, hãy nói. Nói rằng khi sự thánh hóa của Ngài đến, thì thân Ngài thăm viếng ở đây một cách mạnh mẽ giờ này. Khi sự thánh hóa đã đến, thì vinh quang của Chúa sẽ ngồi xuống tại nơi đây giờ này. Lạy Chúa, hãy thánh hóa những tấm lòng này. Tất cả những ô uế cần phải được tẩy sạch. Tất cả những bất phàm trong tấm lòng cần phải được tẩy sạch. Tất cả những truyền thống nào, những điều gì còn trong những tấm lòng này cần phải được tẩy sạch và hạ xuống trong chân của Giêsu Christ quý vị. Cha đang cầu nguyện giờ này. Hãy đồng chạm họ Chúa. Hãy đồng chạm dân sự của Ngài Chúa. Hãy đồng chạm dân sự của Ngài Chúa. Hãy đồng chạm Chúa. Hãy đồng chạm. Chúng ta hãy cùng hát bài hát Thần Linh Chúa Thánh lòng rộng mở. Tôi muốn anh chị em hãy mở rộng tấm lòng mình để đón chào Thánh Linh của Ngài. Hãy rộng mở bằng cách ăn năn. Hãy rộng mở bằng cách sẵn sàng. Hãy rộng mở bằng một thái độ đúng. Thái độ đúng đó là mình cần Ngài. Hãy hát, hãy thờ phượng Ngài qua bài hát này anh chị em. Chúng ta không vội vàng, hãy để Đức Thánh Linh thánh hóa tấm lòng anh chị em mình. Hãy để Thánh Linh thánh hóa tấm lòng mình. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy ngửa tâm lên Ngài. Chúa là nguồn, Ngài là nguồn, Ngài là nguồn, Ngài là nguồn duy nhất. Oh, hallelujah. Hãy rộng mở tấm lòng anh chị. Chúa đang ở đây. Anh chị hãy hướng lòng về Ngài. Hướng lòng về Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.